Hello mọi người, hôm nay là mình đi dự sự kiện của một người anh. Lâu lắm rồi mới được gặp. Hello anh. Dạ, tự nhiên à, anh có một người khách mà. Dạ, ok. À, hôm nay là một cái tiệc, phải gọi là sao ta? Comeback hả? Của Shaky nha mọi người. Giờ là không kêu anh Khanh nữa mà kêu Shaky. Không lỡ làm xui được rồi đó. Làm xui. Đúng rồi. Có biến nữa rồi, có móng tay rồi. Tâm cảm là thế giới. Như chính ngon. Nói chung là nhờ mua xe của anh Khanh là đã 3 năm. Và hôm nay 3 năm thì mới cho em ấy về lại thăm nhà cũ. Đến tất cả anh Khanh đang bận rồi. Chúng tôi sẽ hỏi anh Khanh là để coi coi em xài xe của anh nó có kỳ hay không nha. Nơi và bên cạnh đó thì K-Super cũng tham gia và giúp đỡ rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Như là trong ngày khai trương hôm nay vào buổi sáng cũng đã có những phần quà dành tặng cho rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Đó là những việc làm rất là ý nghĩa của K-Super mà muốn hướng đến trong thời gian sắp tới. Nói chung là có rất nhiều những dự định trong tương lai của K-Super và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là K-Super sẽ làm được gì và mang đến được những điều gì cho chúng ta. Bữa nay là khai trương thì em chúc anh là khai trương hồng phát và lúc nào cũng may mắn trong công việc và cũng như là càng ngày sẽ càng đem cái niềm tự hào như là một cái showroom của Việt Nam như thế này đến cho bạn bè quốc tế. Và em tin rằng là sau tất cả mọi thứ thì anh quay trở lại lần này cũng là một cái lời khẳng định vì cái niềm đam mê của anh và cũng như tất cả mọi thứ anh đã cố gắng không ngừng. Em chúc anh tất cả luôn. Chúc Như thật là nhiều may mắn trong quá trình mà coi như là từ lúc anh biết Như cho đến ngày hôm nay. Anh em tôi biết nhau hơn 3 năm rồi mọi người, nhưng mà theo cá nhân của mình nhìn thấy là như là cực kỳ tử tế nè, rất là thiện nè, và gần đây là Như có một cái bứt phá về công việc, về cuộc sống rất là thành công. Mình anh chúc em cũng như vậy, sẽ từng bước đi lên, từng bước để anh em mình cùng nhau có nhiều cái hoạt động thiện nguyện để có cơ hội giúp đỡ ít hơn, giúp nhiều hơn cho đời. Ok. Hôm nay mua xe ví dụ như xe 10 tỷ á, giảm 3 tỷ nhưng mà tăng lên 4 tỷ. Trời ơi, rồi bây giờ anh định giá của chiếc xe của anh bán cho em 3 năm nè, giờ anh mua lại mua nhiều. Đây, đây. Bây giờ hết. Đây. Rồi bữa nay là, bây giờ anh mua chiếc xe này lại bao nhiêu? Anh thấy nói là bữa nay anh thu lại bao nhiêu? Rồi em vô chổng em mua một chiếc mới. Ép quá mọi người, ép quá. Thì anh coi coi em xài đồ em mua của anh nó có bị cũ không? Cực kỳ mới luôn. anh em tôi bán xe 3 năm sau mới gặp nhau mọi người, tin không? 3 năm rồi mới gặp, 2 năm mấy, 3 năm mới. Nhưng mà thật sự em tin một cái gì đó gọi là tâm linh đó mọi người. Anh Khanh cũng làm thiện nguyện rất là nhiều. Và khi Như mua xe của anh Khanh thì Như cũng rất là trộm vía, được may mắn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ anh định giá xe đi, đặng em biết em vô chổng em mua thêm một chiếc. Anh sẽ cho anh lót lại 5 phút rồi anh với Như sẽ vô trong rồi mình làm việc rồi mình đăng tin tiếp để đổi cho Như xe mới, ok? Rồi, ok.